Rồi, shop phụ kiện wifi 2019 xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay thì shop mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người cũng như khách hàng của shop là cái cách cài đặt cái thiết bị kích sóng wifi Mercury này. Đấy. Thì vì cái cũng có nhiều người thì cài đặt thì dễ dàng, còn nhiều người thì cài đặt thì nó hơi khó một chút. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video, mình sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn nhá. Thì đầu tiên thì mọi người chú ý vào cái phần là địa chỉ đăng nhập của thiết bị đây nhá. Cái địa chỉ là melogin.cl này, là cái địa chỉ này để chúng ta đăng nhập vào cái cục kích này và để cài cho nó thu kích, gọi là thu phát sóng wifi đấy, gọi là còn gọi là kích sóng đấy. Đấy thì mọi người phải chú ý vào cái dòng địa chỉ này để chúng ta còn đăng nhập vào cái thiết bị này. Rồi thì thiết bị này nó chỉ cũng thiết kế khá là đơn giản vì chỉ có một cái cổng đèn báo phía trên và một cái lỗ phía dưới là để reset thiết bị về mặc định của nhà sản xuất. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành gắn thiết bị vào ổ điện. Rồi thì sau khi gắn thiết bị vào ổ điện thì thiết bị sẽ sáng lên một cái đèn màu đỏ. Rồi, trong lúc này mọi người chuẩn bị cho em cái một cái điện thoại. Đấy. Thế cái điện thoại thì mọi người nói chung là lấy cái điện thoại đời cũ thôi nhá. Đấy, càng cũ càng tốt, chỉ cần có kết nối wifi là được. Đấy, còn cái dòng điện thoại đời mới, chẳng hạn đời mới như thế này dùng Android 13 này thì không nên nhé. Thì mọi người sử dụng một cái điện thoại đời cũ thôi, đời thấp thôi. Thì bởi vì những cái điện thoại đời thấp thì nó sẽ tương ứng với cái wifi của cái này hơn, mình cài đặt nó dễ dàng hơn. Rồi, thì đầu tiên giờ mình sẽ vào cái mục wifi. Đấy. Đây, giờ mình sẽ vào cái mục wifi ở điện thoại này. Rồi, mình điện thoại mình đang lưu cái wifi Google Home. Giờ mình sẽ xóa nó đi. Đây, mình sẽ xóa cái mạng này đi. Rồi, cái wifi Mercury này mình cũng xóa nó luôn. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dùng cài đặt cho cái cục kích sóng này kết nối vào cái wifi test cam này để kích lên. Thì điều đầu tiên cần làm thì mọi người xác thực trước cái mật khẩu wifi giúp mình nhé. Thì về cái phần mà bị nhập sai mật khẩu wifi cho nên là dẫn đến thiết bị là nó sẽ kết nối không thành công. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xác thực mật khẩu wifi bằng cách mình nhập mật khẩu trước khi mình cài đặt. Đây, mật khẩu của mình là testcam. Rồi, mật khẩu đã chính xác. Rồi, bây giờ mình sẽ ấy, mọi người thì lâu rồi nếu mà không nhớ thì mọi người cứ bấm quên hoặc xóa nó đi rồi mọi người nhập lại để kiểm tra lại mật khẩu nhá. Và lưu ý là cái cục kích này nó chỉ kích được cái sóng 2.4G thôi, còn những cái sóng mà wifi mà 5G như thế này này, 2.4G 5G để hỗn hợp vô một tên với lại một mật khẩu như thế này, hoặc là wifi như cái wifi này là cũng không thể kích được này. Đấy. Thì chỉ có thiết bị này chỉ có kích được cái sóng 2.4G thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào luôn vấn đề chính là để cài đặt luôn nhá. Thì bây giờ cái cục kích này nó đã phát ra một cái sóng wifi có tên là Mercury RECE42 này. Đấy, là chính không có mật khẩu này. Là chính là cái wifi của thiết bị này phát ra. Bây giờ mình sẽ kết nối vào. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối vào và trong lúc này mình sẽ bấm quên cái wifi nhà mình luôn. Bởi vì nếu mà mình không bấm quên nó đi, mình cứ để vậy thì điện thoại nó tự động nó cái wifi này nó không có mạng, nó sẽ tự động nó đẩy cái wifi này ra và nó tự kết nối vào cái wifi mà có internet. Vì vậy mọi người trong cái lúc cài đặt thiết bị này tốt nhất là bấm quên hết những cái wifi mà điện thoại nó đã lưu đi, chỉ để một cái wifi Mercury duy nhất này thôi nhé. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái trình duyệt Google Chrome này lên. Đây, cái trình duyệt Google Chrome này thì hầu như điện thoại nào cũng có, mọi người mở lên. Rồi, mọi người đánh cái địa chỉ ở đây là melogin này. .cl này. Đấy, cái địa chỉ này có in ở trên map của thiết bị này á. Rồi, mọi người nhấn đi này. Đó, khi vào đến cái giao diện này đấy
Mercury này thì mọi người tạo giúp em là 3 à 6 ký tự nhé. 6 ký tự ở đây giờ em sẽ đặt là 6 số 8 đi, 1 2 3 4 5 6 này. 1 2 3 4 5 6 này. Đấy, hàng trên hàng dưới giống nhau nhé. Rồi mình nhấn vào cái chữ hai chữ đỏ đỏ này. Đấy. Rồi trong lúc này vào bên trong thì thiết bị nó sẽ xua ra những cái wifi mà xung quanh đây nó sẽ dò thấy. Đó thì cái wifi là cái wifi của nhà em này, hồi lại em đã xác thực mật khẩu đấy. Thì giờ mọi người wifi muốn kích cái wifi nào đấy thì mọi người bấm vào wifi đấy nhá. Thì bây giờ em sẽ bấm vào cái wifi là test cam này. Rồi nhập mật khẩu wifi test cam này. Đấy, nhập cái bước này là quan trọng nhất này, nếu mà nhập sai này là thiết bị nó sẽ không kết nối. Rồi thì đến cái bước này thì nếu mà mọi người muốn giữ nguyên tên wifi trùng với lại modem gốc thì mọi người để nguyên, còn nếu mà mọi người không muốn mọi người muốn đổi cái tên wifi khác để làm dấu á thì mọi người sẽ giờ đây em sẽ hướng dẫn mọi người đổi luôn nhé. Giờ em sẽ để là kích sóng này. Đấy, kích sóng wifi. Thiết bị này nó không cho ghi tiếng Việt có dấu đâu mọi người nhé, mọi người chỉ ghi là kích sóng wifi này. Rồi mật khẩu thì vẫn giữ nguyên với lại mật khẩu của modem chính. Thiết bị này nó chỉ cho phép người dùng đổi tên thôi chứ không cho phép đổi mật khẩu. Rồi sau khi đổi tên xong mọi người nhấn vào cái hàng bên phải giúp em nhé. Rồi thì trong bước này là chúng ta cài đặt như thế là xong. Rồi lúc này cái đèn trạng thái này nó đang chớp chớp này, đang chớp màu đỏ này. Đấy, mọi người chờ một xíu, khi nào mà nó chuyển sang cái đèn màu xanh đứng im là lúc đấy là thành công, là chúng ta tiến hành kết nối và sử dụng thôi. Đó, mọi người thấy chưa, một cái đèn xanh đứng im rồi này, là kết nối thành công rồi này. Rồi bây giờ em sẽ kết nối lại cái wifi là kích sóng để xem kiểm tra xem đã có mạng hay chưa nhé. Đây cái wifi kích sóng wifi này. Đấy, em vừa đổi tên này. Rồi giờ em nhập vào đây. Rồi mật khẩu thì vẫn giữ nguyên với lại mật khẩu của modem chính. Đây 1 2 3 4 5 này, rồi nhấn kết nối này. Đó, rồi thiết bị đã kết nối thành công. Rồi bây giờ em sẽ thử mở YouTube lên kiểm tra mạng. Đó. Đó, bây giờ thì em đã hướng dẫn mọi người cái cách cài đặt cái bộ kích sóng này. Thì mọi người chú ý theo dõi video để hãy làm theo như trong video của em hướng dẫn là sẽ thành công nhé. Rồi em chúc mọi người cài đặt thành công nhé.